Mỗi bức ảnh chụp nhóm học sinh trường Warren James College của Bỉ đang khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ. Nguyên nhân là bởi những người này đội nón lá Việt Nam, mặc đồ truyền thống của Trung Quốc và chế giễu người da vàng cũng như dịch Covid-19. Bức ảnh đang gây phẫn nộ từ cộng đồng người châu Á, xuất phát từ một hoạt động của nhóm học sinh cấp 2 St. Paul's Campus College Warren, trường học dành cho người Hà Lan ở Bỉ. Trong ảnh, các cô cậu học trò đội nón lá Việt Nam, nam mặc áo mang phong cách Trung Quốc. Trong đó có hai người diện đồ hóa trang gấu trúc, loài vật đặc trưng của đất nước tỷ dân, nữ diện trang phục kimono của Nhật Bản. Trong nhóm, một nữ học sinh tươi cười đưa tay lên mắt làm động tác nhại lại đặc điểm mắt hiếp của một bộ phận người châu Á. Đáng nói, nhóm này giơ tấm bảng ghi dòng chữ Corona Time kèm theo hình vẽ một người đeo khẩu trang. Bức ảnh xuất hiện trong bối cảnh chính phủ của nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19, khiến hơn 100 người bị nhiễm trên toàn cầu. Warren One, một đài phát thanh của khu vực Warren và Jewish của Bỉ, sau đó đã đưa tin về hoạt động của nhóm học sinh này cùng bức ảnh kể trên lên website của đài. Thêm vào đó, đơn vị kể trên cũng dẫn link tin trên fanpage nhà đài cùng dòng chú thích. Các học sinh ở Warren ăn mặc như người Trung Quốc và giới thiệu về virus corona. Cũng từ đây, bức ảnh bắt đầu thu hút sự quan tâm của cộng đồng châu Á. Không chỉ lên án hành vi phân biệt chủng tộc của nhóm học sinh Bỉ, nhiều người phẫn nộ khi dòng chú thích để dòng chữ ăn mặc như người Trung Quốc. Hàng loạt ý kiến cho rằng người viết dòng chữ này không hiểu rõ văn hóa châu Á, bởi trong ảnh không chỉ có đồ phong cách Trung Quốc mà còn có chiếc nón lá của Việt Nam và kimono quốc phục của Nhật Bản. Sau khi nhận đủ lời chỉ trích từ cộng đồng châu Á, đài Warren One đã xóa bài trên website lẫn fanpage trên Facebook, đồng thời đăng bài đính chính vào chiều 11 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Website của chúng tôi hiện đang ngoại tuyến, tạm ngưng hoạt động. Mọi thông điệp đến từ những học sinh ở Warren và những bộ trang phục của họ đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng châu Á. Xin đính chính về vấn đề này. Những biên tập viên của chúng tôi chỉ báo cáo về những vấn đề có thật và chưa từng đưa ý kiến cá nhân của mình vào đó. Chúng tôi cũng không có trách nhiệm gì với tấm ảnh cả. Chúng tôi là một đài phát thanh, không phải một trường học. Bài viết có nhắc đến nguồn của bức ảnh, nó xuất phát từ một tweet bài đăng trên Twitter. Phía Warren One bày tỏ, đơn vị phát thanh này nhấn mạnh, nếu như ai cảm thấy khó chịu bởi vấn đề này thì chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc báo cáo độc lập của mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại, trang Facebook của Warren One đã tạm khóa trước làn sóng phẫn nộ dữ dội từ dư luận. Về phía trường St. Paul's Campus College Warren cũng đã khóa trang Facebook và Instagram chính thức. Đây không phải là lần đầu tiên người châu Á bị kỳ thị và bị coi là virus corona. Trước đó, một nhóm học sinh người Mỹ cũng đã có sự phân biệt, miệt thị với những học sinh người châu Á. Không những gọi họ là virus corona mà còn tát vào mặt họ khi đeo khẩu trang đến trường. Đây không thể coi là một hành động đùa vui bộc phát mà nó còn ảnh hưởng tới cả một quốc gia, cả một châu lục, chế giễu văn hóa người châu Á. Nhất là trong giai đoạn Covid-19 đang bùng phát khắp thế giới thì hành động này càng không nên xảy ra và không thể chấp nhận.